Chào các anh chị, chúng ta qua cái chuyên đề mới liên quan đến cái vị trí các điện cực. Thì trên một điện tâm đoàn thường quy chúng ta sẽ có 12 chuyển đạo khác nhau. Thì trong đó chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, nhóm chuyển đạo chán và nhóm chuyển đạo trước gần. Thì để cụ thể hóa thì chúng ta sẽ có cùng nhau minh họa như sau. Thì đối với một cái cơ thể thì chúng ta sẽ có hai cách nhìn khác nhau về cơ tim, về những cái tim. Đầu tiên tôi sẽ giải cái tim trước. Là như vậy cho nó gan được cái vách liên thất. Thì đó là đây là cái nhìn trên cái mặt phẳng chán, là nhìn trực tiếp như này. Và cách thứ hai là chúng ta nhìn ở khía cạnh của một cái cắt ngang. Thì cắt ngang thì xin minh họa ở đây đó là chúng ta sẽ có một cái đây là cột sống. Đây chúng ta có một vân vân. Thì đây. Thì đối với cái tim nằm trên cái chuyển đạo mà trước ngực này, chúng ta sẽ có cái tim nó tương đối như vậy. Như vậy. Thì đây là chỉ trên cái mặt phẳng chúng ta nhìn nhìn trực tiếp vô là mặt phẳng chán, còn đây là mặt phẳng và cắt ngang. Thì khi cắt ngang ta nhìn như vậy, chúng ta có tổng cộng là 12 điện cực, 12 cái chuyển đạo khác nhau. Còn các điện cực chúng ta mắc thì chỉ có 9 cái thôi. Thì đối với mặt phẳng chán thì để minh họa các cái sóng điện khác nhau thì theo yếu chúng ta sẽ có 6 cái chuyển đạo. Chuyển đạo thứ nhất là chuyển đạo số 1 đi từ phải sang trái. Chuyển đạo số 1. Rồi sau đó ta có chuyển đạo số 2. Rồi chúng ta có chuyển đạo số 3. Thì chúng ta thấy rằng là đây là giống như là các vector để chúng ta đánh giá được cái điện thế của cơ tim. Đó là ba chuyển đạo đầu tiên. Bên cạnh ba chuyển đạo này chúng ta có thêm ba chuyển đạo khác cũng gọi là chuyển đạo mặt phẳng chán. Thứ nhất là cái AVS. Cái chữ S này tương đương chữ foot, chữ foot là cái mặt chân. Rồi chúng ta có chữ A, V, N, 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 L, L. Chúng ta chỉ nhớ thôi, là chữ foot. Là chữ foot là chân, A, V, N, L, L, L là bên trái. Và chúng ta có A, V, R, A, V, R, R là right. Thì chúng ta dễ nhớ. Thì các cái chỉ đạo này nó tạo thành một cái vùng không gian đánh giá trên mặt phẳng chán. Thì các cái góc này nằm 120 độ, cứ như 120 độ. Còn đây là chúng ta có một cái góc nhỏ phối hợp với các sóng 2 với 3 thì chúng ta có góc là 60 độ. Đó là đối với mặt phẳng chán. Đối với mặt phẳng trước ngực thì chúng ta lại có thêm 6 chuyển đạo khác nhau. Chúng ta cùng nhau lưu ý. Thứ nhất là chúng ta có cái V1. Thì nếu được các chị ghi chú giùm, tại vì trong sách nó sẽ ghi nhưng mà đây chúng ta nói thì cái V1 nằm bên trái, nằm bên phải của xương ức ở dàn sườn số 4 ha, nó số 4 chúng ta luôn nhớ dàn sườn 4. Và chúng ta có cái V2 đã nằm bên tay trái của xương ức ở đây mà cũng nằm dàn sườn 4. Vậy có nghĩa rằng là hai thằng này nó đối diện nhau bên xương ức ở dàn sườn số 4. Rồi chúng ta sẽ có một cái V4 trước, thì sau lấy V4 thì chúng ta sẽ định danh xác định được trên cơ thể con người để mình nhân hát chúng ta đo. Thì cái V4 này là cái đường gọi là trung đòn, đây xương đòn này trung đòn xuống mà nằm ở dàn sườn số 5, được không chị ha, dàn số 5. Còn cái V3 thì là trung gian của giữa V2 với V4, thành ra cái V3 này định danh sau đó, quan trọng nhất là V1, V2, V4 trước. Rồi chúng ta có cái V5 là đường hát trước và V6 là đường cách giữa, cũng là dàn sườn số 5. Vậy là chúng ta thấy rằng là có sự phối hợp từ các cái điện thế khác nhau, cái điện cực khác nhau bố trí dọc theo cái vòng cung của cái tim. Thì với việc bố trí như vậy chúng ta thấy rằng là cái V1, V2 này sẽ
thể hiện trực tiếp cái phần bên thất bên tay phải của tim. V3, V4 này thể hiện cái phần mõm của tim. Và V5, V6 thể hiện cái phần thất bên tay trái của tim. Và lý do là sao chúng ta lắp các điện cực khác nhau như vậy? Để ta có thể đo được những cái vị thế, những cái hoạt động điện khác nhau của từng phần của cơ tim. Đến đây chúng ta xong cái nội dung liên quan đến cái điện thế của cái điện cực của cái cơ tim. Dừng lại.